Chào tất cả anh em nhé. Và ngày hôm nay đây thì em đang test cho anh em một đôi array sự kiện. Và đôi này thì được chuyển cho anh Lê Quân ở Nam Định, Giao Thủy Nam Định về anh làm sự kiện các bác nhé. Đối với một cái sân vận động hoặc một cái khung khán giả tầm khoảng 1.000 khách, các bác có thể chơi hai đôi dây 40 này. Đây là dây 40 nhé, toàn bộ là mát test neo nhập khẩu rất là chất lượng luôn. Sẽ bao cho các bác khoảng 500 đến 1.000 khách. Chỉ cần dùng hai đôi này thôi, hai đôi này với lại hai quả súp kép. Hiện tại thì em đánh độc loa và không đánh súp. Đấy, súp thì em để đằng sau nhưng không đánh súp các bác nhá, đánh hai đôi này thôi. Nếu như hai đôi này kết hợp với một đôi súp kép nữa thì các bác có thể đánh trong không gian khoảng 500 khách đến 1.000 khách. Và đánh sân vận động các bác nhá. Nhưng còn nếu mà các bác đám cưới thì chắc là hai đôi này với lại một đôi súp đơn thôi là cũng bay cả một khu vực đám cưới rất là rộng lớn rồi. Chất lượng âm thanh thì em sẽ không hát và chất tiếng ra rất là tốt. Đấy, không cần phải hát, chỉ cần các bác nghe được tiếng bát thôi. Hiện tại thì em đánh toàn bộ là loa hết. Đấy, không đánh súp, chỉ đánh loa thôi. Mà tiếng nó ra đến mức mà các bác có thể cảm nhận được cái tiếng bát nó khủng khiếp cỡ như nào không. Bác nào có nhu cầu mà làm sự kiện đám cưới này, gia đình hoặc là sân vận động thì các bác có thể chơi hai đôi dây 40 này. Hai đôi dây 40 nhá. Hai đôi này kết hợp với hai quả súp kép thì đảm bảo cho các bác là 500 đến 1.000 khách là quá ok luôn. Đấy. Toàn bộ là hệ thống bát tép neo nhập khẩu, chất tiếng rất là tốt luôn. Các bác không nhất thiết là phải đầu tư quá rườm rà. Chỉ cần hai đôi này, hai đôi dây 40 và hai quả súp kép, chắc chắn là một cái sự kiện lớn các bác có thể chơi được 500 khách đến 1.000 khách ở khu vực sân vận động. Còn các bác đi làm sâu đám cưới, chi phí cho một cái bộ dàn sự kiện này thì không nhiều như các bác tưởng tượng đâu nhé, không nhiều đâu. Một hai đôi này kết hợp với hai quả súp kép và một bộ dàn máy anh em đang xếp kia thì đảm bảo cho các bác đi sự kiện. Mà âm thanh thì rất là hay nhá, rất là hay. Còn một số cái là sự kiện ở quê bây giờ thì em thấy nhiều bác em đi chỉnh sửa rất là nhiều. Các bác lắp những bộ dàn sự kiện thực sự là cũng khá là tốn tiền nhưng mà tiếng thì rất là chán luôn. Chứ không được như những bộ dàn sự kiện này đâu. Chất tiếng cực kỳ tuyệt vời mà giá thì vô cùng hợp lý cho những đôi dây này. Các bác nghe lại một đoạn nhạc nhá. Các bác nghe lại một đoạn nhạc. Bác nào có nhu cầu sử dụng về dây sự kiện, cái loại này là 40, còn có loại nữa là loại 30. Toàn bộ là bát tép neo nhập khẩu. 40 thì mình chơi ngoài trời, chơi sự kiện lớn. Còn những sự kiện đám cưới, sự kiện nhỏ thì mình có thể chơi 30. Hai đôi thôi, với hai quả súp kép là quá ok rồi. Vâng, bác nào có vừa rồi thì bác được nghe một đoạn nhạc thì bác cảm nhận được tiếng bát vừa rồi đánh không, em không đánh súp nhá. Đánh hoàn toàn là loa không thôi. Mà tiếng bát nó lên khủng khiếp luôn. Nhạc thì em cũng không muốn thử nữa. Thử nó sẽ dính cái bản quyền nhạc. Em thử cái tiếng súp các bác thấy nó đánh khủng khiếp cỡ nào rồi. Chi phí cho hai đôi này thì giá là rẻ, đâu đó hơn 20 triệu thôi. Và kết hợp với bộ dàn máy kia và một đôi súp kép nữa, đâu đó tầm khoảng 70-80 triệu là các bác có một bộ dàn khủng khiếp để đi, khủng khiếp để đi sự kiện lớn đấy nhá. Còn đám cưới thì nó quá là đơn giản rồi.
cưới gia đình thì nó quá đơn giản rồi. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng về array sự kiện thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc nhé. Giá nó hơn 10 triệu một đôi thôi, hơn 10 triệu một chút một đôi. Và chất lượng âm thanh thì em bao cho các bác luôn, các bác vừa được nghe rồi. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.